Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của VReview. Cách đây không lâu thì VReview đã có cơ hội trên tay và gửi đến các bạn những đánh giá trải nghiệm chi tiết về chú robot Bonfire Connected đến từ nhà sản xuất Nitto Robotics, đơn vị chuyên sản xuất các loại robot hút bụi thông minh có trụ sở tại Mỹ. Và ngày hôm nay thì mình đang có ở đây một người anh em song sinh với Bonfire Connected, đó là Bonfire D85. Theo nhà sản xuất thì đây là phiên bản được lược bỏ tính năng điều khiển qua điện thoại có trên Connected nhằm giảm giá thành. Và ngoài ra, kiểu dáng thiết kế và các chức năng hoạt động vẫn được giữ nguyên trên sản phẩm Bonfire D85. Vậy trong video này, hãy cùng mình trải nghiệm và khám phá xem liệu Bonfire D85 có ưu điểm gì khiến chúng ta phải chú ý. Quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, Bonfire D85, sản phẩm này hiện đang được bán với mức giá là 13,7 triệu đồng, rẻ hơn phiên bản Connected gần 5 triệu đồng. Cùng với đó là chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng qua nhà phân phối chính hãng độc quyền Việt Nam Robotics. Ngay từ ngoài vỏ hộp, chúng ta có thể thấy ngay một chiếc nhãn giải thưởng ở đây. Sản phẩm đến từ cường quốc công nghệ số 1 thế giới này đã nhận được giải thưởng Editor's Choice Robot hút bụi tốt nhất do tạp chí CNET và người tiêu dùng bình chọn, cùng với các tính năng công nghệ nổi trội như công nghệ làm sạch Spin Flow Power Clear, công nghệ thiết lập bản đồ thông minh bằng laser, thiết kế hình chữ D vượt trội. Thôi, để mình mở luôn hộp ra để cho các bạn dễ quan sát. Khi mở hộp ra, đầu tiên chúng ta đã thấy quyển sách hướng dẫn sử dụng ngay ở đây rồi. Không giống như những sản phẩm công nghệ khác như điện thoại, máy tính hay máy ảnh số, các bạn có thể quăng ngay quyển sách hướng dẫn sử dụng đi và không cần quan tâm đến sự tồn tại của nó. Nhưng với một sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ phức tạp như Bonfire D85 thì tin mình đi, bạn nên giữ lại để có thể khai thác hết tính năng của sản phẩm. Nhưng nếu các bạn lỡ làm thất lạc thì vẫn có thể truy cập vào website vietnamrobotics.vn để tải về. Nitto Bonfire D85 của chúng ta đã xuất hiện đây rồi. Hộp phụ kiện của sản phẩm được đặt riêng một bên như thế này, có thể nói chất Mỹ đã được thể hiện ngay từ cách đóng hộp rất là gọn gàng. Nhìn chung về phụ kiện kèm theo thì giống như phiên bản Connected của hãng trước đây mình đã từng review, vẫn là đốc sạc tự động kèm dây nguồn 3 chân rất là an toàn, chổi sơ cua, băng từ chặn hướng và dụng cụ vệ sinh lưới lọc cùng bàn chải, cáp OTG dùng để nâng cấp phần mềm. Ngoài ra với Molder D85 này còn được tặng kèm thêm 2 lưới lọc sơ cua đi kèm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với Bonfire D85. Về thiết kế, Bonfire D85 có thiết kế hình chữ D độc đáo theo truyền thống của hãng và cũng tương tự như đàn anh Bonfire Connected. Toàn thân máy được làm từ nhựa nhám. Với thiết kế chữ D sẽ giúp robot tiếp cận và làm sạch các cạnh và chân tường hơn so với các dòng robot hình tròn. Đồng thời, nhờ thiết kế này chổi chính được đặt trước hai bánh xe chính, giúp tăng kích thước chổi chính lên đáng kể so với các loại robot hình tròn chổi chính được đặt ở giữa hai bánh xe. Nổi bật phía trên của D85 là cụm cảm biến quét laser thông minh. Với cảm biến này, máy sẽ quét 360 độ liên tục để phát hiện vật cản và thiết lập hồ sơ cho căn phòng. Hôm nay thì mình sẽ giải thích chi tiết hơn một chút với các bạn về hệ thống điều hướng thông minh bằng laser này và sự khác biệt với các dòng robot hút bụi khác không có hệ thống điều hướng thông minh. Các bạn có thể hiểu đơn giản là hệ thống điều hướng thông minh bằng laser của robot hút bụi giống như đôi mắt của con người, nó có thể quan sát, ghi nhớ, sau đó sẽ vẽ lại toàn bộ sơ đồ căn hộ, vị trí các phòng, khu vực xếp đặt đồ đạc trong nhà để tự động xác định tuyến đường di chuyển trong quá trình vệ sinh hợp lý nhất. Vì vậy, tốc độ vệ sinh của robot hút bụi của Nitto nhanh hơn gấp 2 đến 3 lần các loại robot hút bụi khác không có hệ thống điều hướng thông minh. Ngoài ra, nhờ hệ thống điều hướng thông minh này còn giúp robot hút bụi của Nitto di chuyển nhẹ nhàng xung quanh đồ vật trong quá trình hoạt động mà không đâm va hay là làm hư hỏng đồ vật. Mình nghĩ rằng đã là robot hút bụi thông minh thì bắt buộc phải có hệ thống điều hướng thông minh bằng laser. Và có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vì được trang bị hệ thống điều hướng thông minh bằng laser này nên các sản phẩm của Nitto Robotics giá đều cao hơn các dòng robot hút bụi khác trên thị trường. Quay trở lại với thiết kế của Bonfire D85, vẫn như phiên bản trước đó, bên đây chúng ta có màn hình hiển thị 2 inch, cạnh bên chúng ta có các nút cảm ứng điều hướng lên xuống, quay lại và chọn. Chính giữa này là khu vực chứa hộp chứa bụi của máy, để lấy hộp ra các bạn lấy nhẹ ở đây và kéo hộp ra. Hộp chứa bụi này có dung tích khá lớn 700ml, có thể nói là dung tích lớn nhất trong các dòng robot hút bụi tự động. Công tắc tắt, bật cũng được nhà sản xuất khéo léo giấu kín ở đây. Ở hai bên đây là hai chế độ dọn dẹp của máy. Với lựa chọn hình ngôi nhà này, máy sẽ hoạt động dọn dẹp toàn bộ khu vực căn hộ của chúng ta. Với lựa chọn các ô vuông chấm nhỏ bên đây là chế độ dọn dẹp theo khu vực chỉ định riêng. Hốc ở giữa đây được thiết kế để chúng ta có thể mang chú robot này tới những khu vực cần dọn dẹp một cách dễ dàng hơn. Mặt trước còn có phần thanh cản có thể ấn vào được. Đây chính là bộ phận giúp robot có thể đổi hướng khi gặp vật cản. Mặt sau của sản phẩm được thiết kế rất là gọn gàng. Chính giữa đây là team Nitto Robotics, gồm các thông tin như là địa chỉ chính thức của hãng, các bằng sáng chế và một số chỉ dẫn cơ bản. Ngoài ra còn có các thông số kỹ thuật như là nguồn điện. Cuối cùng, thông tin sản phẩm được thiết kế tại California và được lắp ráp tại Trung Quốc. Đối xứng hai bên đây là hai bánh xe di chuyển chính cho robot. Trước đây thì mình từng có đánh giá nhiều mẫu robot hút bụi thì nhận thấy hai bánh xe này to hơn so với các mẫu hình tròn.
Hai bánh xe này hoạt động độc lập. Bánh xe này có thể nâng hạ cao thấp để di chuyển phù hợp với địa hình mà D85 sẽ đi qua. Ngoài ra còn có 4 bánh xe nhỏ hỗ trợ được đặt ở 4 góc như thế này, giúp robot hoạt động tốt hơn khi đi vào các khu vực có địa hình phức tạp. Khu vực phía trên này là nơi quét và hút bụi vào của robot. Chiếc chổi này được thiết kế đan xen giữa chổi quét thường và chổi cao su mềm, hay còn được gọi là chổi đa năng, dùng để vệ sinh trên thảm và sàn gỗ, sàn gạch men. Cũng nhờ chổi chính này đặt trước hai bánh xe chính nên toàn bộ trọng lượng phần đầu máy được dồn về phía trước, giúp chổi chính trong quá trình hoạt động các thanh cao su mềm này được ấn xuống sàn miết trên mặt sàn, giúp tăng hiệu quả làm sạch. Kèm theo đó, do được thiết kế hình chữ D nên bộ phận chổi quét có tiên diện với mặt sàn hơn rất nhiều. Cũng do là thanh chổi dài nên nhà sản xuất đã thiết kế các thanh nhựa nhỏ ở đây để cản những vật không mong muốn bị quấn vào trong guồng chổi, tránh bị hư hại bộ phận hút vào của máy. Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy một lưỡi gặt mềm màu trắng ở đây. Lưỡi gặt này có tác dụng bịt kín và chặn luồng khí hút bị phân tán ra phía sau chổi, tập trung luồng khí hút lên phía trước của chổi giúp tăng áp suất hút. Đây là một thiết kế thông minh của Nitto, giúp cho robot hút bụi của Nitto có lực hút mạnh, không bị phân tán lực hút ra phía sau, và hãng gọi đây là công nghệ làm sạch Spinflow Power Clean độc quyền của Nitto Robotics. Volvac D85 cũng có một chổi quét ven ở cạnh đây. Chiếc chổi này có tác dụng quét các cạnh tường và các góc nơi mà chổi chính không tới được. Chiếc chổi này các thanh quét có thiết kế với độ dài hợp lý, khi quét sẽ đưa rác và bụi vừa tới đều guồng chổi chính hút và đưa rác vào hộp chứa. Máy được trang bị 3 cảm biến hồng ngoại kép, trong đó 2 cảm biến trên đây là 2 cảm biến kép, gồm có 1 cảm biến chống rơi và 1 cảm biến chiều cao. Với cảm biến chiều cao sẽ giúp robot sẽ nhận biết được địa hình đi qua là chiều cao an toàn và có thể đi tiếp. Với cảm biến chống rơi, giúp Volvac D85 phát hiện được và đổi hướng khi mà máy đi vào các khu vực khiến nó bị rơi như là bậc cầu thang. Với cảm biến bên cạnh hay còn được gọi là cảm biến chân tường, giúp robot phát hiện và đi sát vào chân tường, vừa đủ để làm sạch các cạnh chân tường, chân bàn. Hai đầu sạc tự động của Volvac D85 được đặt ở cạnh đây. Tương tự như phiên bản cao cấp, đầu sạc diện tích rộng giúp robot kết nối với đế sạc dễ dàng hơn. Ưu điểm của thiết kế này là trong quá trình sử dụng cũng không bị bụi bẩn bám vào, khiến cho tiếp điểm sạc bị han rỉ gây mất tiếp xúc như các loại robot khác có thiết kế tiếp điểm sạc ở bên dưới thân máy. Thực tế, trong quá trình sử dụng ở các loại robot có tiếp điểm sạc nằm bên dưới thân máy, đôi khi robot về được đến đốc sạc nhưng mà vẫn không tự động sạc được do tiếp điểm sạc bị bụi bẩn bám vào trong quá trình sử dụng. Giờ thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn tính năng mình được trải nghiệm trên sản phẩm này. Trước hết, để sử dụng lần đầu, chúng ta tháo hộp chứa bụi này ra và bật công tắc nguồn tại đây. Ngay sau khi bật nút nguồn, hai phím chức năng lựa chọn chế độ làm việc ở trên sẽ sáng lên, kèm với màn hình phía trên sẽ hiển thị thời gian, chế độ hoạt động và cả dung lượng pin nữa. Trong đây, chúng ta sử dụng các phím điều hướng bên cạnh để điều chỉnh và cài đặt. Và trên D85, chúng ta sẽ không có lựa chọn chế độ chạy turbo hay eco, còn các tính năng còn lại vẫn được trang bị trên Volvac D85 như chức năng lên lịch hẹn giờ làm việc. Để lên lịch, chúng ta bấm menu chọn dòng schedule, trong đây chúng ta bấm chọn set or change, sau đó chọn ngày và giờ để lên lịch cho thiết bị. Dưới chức năng lên lịch là cài đặt lại thời gian của sản phẩm, dưới nữa là lựa chọn ngôn ngữ. Khá đáng tiếc khi mà D85 chưa hỗ trợ tiếng Việt. Như ở phần đầu mình có nói, chúng ta nên giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để tham khảo trong quá trình sử dụng. Hy vọng thời gian tới nhà sản xuất sẽ sớm có bản cập nhật hỗ trợ tiếng Việt. Trong một support, chúng ta cũng có các lựa chọn cài đặt như là thông tin về bảo hành, thời gian sử dụng sản phẩm, cài đặt về đèn LED và cuối cùng là làm mới lại pin. Trên D85 sẽ không có kết nối Wi-Fi cũng như ứng dụng kết nối với thiết bị. Có lẽ vì để giá rẻ hơn nên nhà sản xuất đã cắt bỏ những chức năng này. Giờ thì chúng ta sẽ đi tới phần trải nghiệm thực tế. Để lựa chọn dọn dẹp nhanh, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai chế độ trên máy. Với mỗi tầng, chúng ta chỉ cần nhấn nút hình ngôi nhà ở phía bên phải sản phẩm để Nitto tự tìm và tự hút bụi bề mặt. Nếu cần hút bụi một khu vực nhỏ dưới 4m², bạn có thể bấm nút hình vuông ở bên trái tương tự như phiên bản Connected. Trên cùng một tầng, chúng ta không cần phải mang D85 từ tầng này sang tầng khác. Với mỗi tầng, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là nhấc robot lên, chuyển tầng rồi đặt robot xuống. Riêng với tầng có đặt bộ sạc, Volvac sẽ tự tìm về nơi sạc sau khi hoàn thành công việc, tự động sạc và sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo. Với các tầng khác không có đốc sạc, D85 sẽ tìm về vị trí đầu tiên mà bạn đặt xuống sau khi hoàn thành công việc. Với cả hai lựa chọn dọn dẹp trên, khi hoạt động máy sẽ chạy bám sát theo chân tường, sau đó sẽ chuyển sang chế độ rích rắc để không bỏ sót các khu vực trong nhà. Đặc biệt, dù là phiên bản giá rẻ hơn Connected, nhưng Volvac D85 vẫn được trang bị công nghệ Laser Smart, nghĩa là sản phẩm sẽ quét laser 360 độ liên tục theo phương nằm ngang để phát hiện vật cản. Đồng thời, với công nghệ này không bị ảnh hưởng bởi môi trường thiếu sáng như trong các căn phòng tối hay là gầm giường. Thêm nữa, với công nghệ này, robot sẽ xác định được vị trí các vật dụng và cửa ra vào, cầu thang. Robot sẽ tự lựa chọn chế độ để hút bụi một cách tuần tự, tránh bỏ sót và di chuyển từ phòng này sang phòng khác một cách tối ưu nhất. Mình đã thử đặt vật cản đột ngột xuất hiện trên đường hoạt động của robot, nhưng nhờ công nghệ laser quét liên tục nên chú robot này có thể tránh dễ dàng mà không bị đâm vào như một số dòng robot khác chỉ được trang bị cảm biến va chạm.
Với khả năng làm sạch, mình đã có thời gian khoảng gần 2 tháng sử dụng tại nhà và có đem cả thiết bị lên văn phòng làm việc để sử dụng nữa. Các khu vực mình trải nghiệm thì có khu vực được lát gỗ, có khu vực trải thảm. Máy làm sạch khá hiệu quả khi hút được bụi và các loại rác nhỏ nhẹ, giấy, vỏ kẹo, vỏ hạt. Một số loại rác như hạt đỗ, lạc, mẩu dây điện ngắn cũng được hút vào. Và với robot của Nitto nói chung và Model D85 nói riêng đều được Nitto tối ưu về khả năng xử lý về vấn đề tóc và lông thú. Với tóc và lông thú, đa số sẽ được thiết bị hút thẳng vào hộp chứa rác, ít thấy trường hợp bị mắc kẹt ở guồng chổi quay và cảnh báo dừng hoạt động. Tuy nhiên, đó là chỉ những sợi tóc ngắn, còn với những sợi tóc quá dài thì đôi khi những sợi tóc đó vẫn bị mắc kẹt ở guồng chổi. Lúc này chúng ta cần sử dụng phụ kiện giống như chiếc lược nhỏ được trang bị sẵn bên trong hộp để kéo hết những sợi tóc dài bị kẹt ra. Ngoài ra, sau một thời gian hoạt động, chúng ta nên kiểm tra và vệ sinh định kỳ chải sạch các chân chổi này. Lực hút của bốt vác D85 cũng khá là mạnh, theo nhà sản xuất công bố là đạt gần 1.000 Pascal. Và như thường lệ, mình sẽ thử nghiệm 7 vụn giấy ra hút thì trong một lượt đi của robot có thể hút sạch được toàn bộ. Thử nghiệm tiếp với các loại hạt như đỗ đen, đậu xanh và cả vỏ hướng dương nữa thì trong máy cũng hút được gần hết số hạt mà mình bày ra trong quá trình hoạt động. Để kiểm chứng khả năng xử lý tóc và lông thú, mình sẽ bày cả tóc như thế này. Và kết quả thì cũng như các bạn đã thấy, máy hút sạch toàn bộ số tóc mình bày ra trong một chu kỳ hoạt động của máy. Tuy nhiên, D85 sẽ dừng hoạt động ngay khi hút phải các tờ giấy to hay các vỏ kẹo bánh to. Lập tức robot sẽ ngưng hoạt động. Theo giải thích của hãng, robot này được thiết kế để hút các loại bụi bẩn và rác thải sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là bụi bông hay còn gọi là các hạt bụi micro bay trong không khí. Vì vậy, khi gặp các mảnh giấy lớn hay các mảnh ni lông lớn bị hút vào trong, sẽ bịt kín lưới lọc làm giảm áp suất hút, cũng như quá trình lọc bụi của máy thì máy sẽ lập tức dừng lại hiện cảnh báo về yêu cầu làm vệ sinh lưới lọc. Sau một thời gian hoạt động, các bạn cũng lưu ý việc đổ bụi trong hộp chứa bụi. Việc lấy hộp ra cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ cần nhấc nhẹ ở đây lên và lấy hộp chứa bụi ra và đổ đi. Về thời lượng pin, theo công bố của nhà sản xuất, với viên pin lithium-ion dung lượng 3.600 mAh trang bị trên Nitto BoardVac D85, robot có thể hoạt động liên tục 110 phút và diện tích làm sạch là 464 m² một chu kỳ. Tuy nhiên, 464 m² với điều kiện lý tưởng cho môi trường thử nghiệm. Trong thực tế thì quá trình sử dụng với một căn hộ khoảng 100 m², máy chạy mất 70-80 phút với diện tích vệ sinh 65 m². Đó là diện tích vệ sinh thực tế sau khi đã trừ đi phần diện tích đổ kê trong nhà. Vừa rồi là video đánh giá chi tiết về chú robot hút bụi thông minh Nitto BoardVac D85. Nhìn chung đây là mẫu robot hút bụi có thiết kế đẹp, tối ưu và điểm nổi trội của BoardVac D85 là có lực hút mạnh, trời quét lớn và có thể hút được tóc và lông động vật nuôi, những thứ mà nhiều robot hút bụi tự động khác không hút được. Các bạn có suy nghĩ gì về chú robot hút bụi này hãy comment phía dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh VN Review.